Vì sao trước hội nghị Trung ương 10, đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết liệt chưa từng thấy? Theo kế hoạch, hội nghị Trung ương lần thứ 10, khóa 13 sẽ khai mạc vào đầu tháng 10 năm 2024. Nội dung trọng tâm nhất của hội nghị này là bàn về công tác nhân sự chủ chốt cho ban lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Hội nghị Trung ương 10 diễn ra trong bối cảnh nội bộ chính trường của Việt Nam xáo trộn chưa từng thấy. Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, với hàng loạt nhân sự lãnh đạo cấp ủy viên Bộ Chính trị dắt tay nhau ra đi với tần suất dày đặc ở mức bình quân gần như mỗi tháng sẽ có một người. Cụ thể vào tháng 1 năm 2024, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ra đi. Tiếp đó đến tháng 3, đến lượt ông Võ Văn Thưởng, sang tháng 4 là ông Vương Đình Huệ, tháng 5 là bà Trương Thị Mai và mới nhất vào tháng 6 là Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn chưa phải là người cuối cùng, mà sẽ còn có một số ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục phải ra đi trong thời gian 17 tháng còn lại của nhiệm kỳ Đại hội khóa 13. Thông báo mới nhất của Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra A09, chứ không phải cơ quan cảnh sát điều tra C03, là bên đã xử lý vụ án công ty Cây Xanh Công Minh cho thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có khả năng liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao của Đảng. Giới thạo tin cho biết, người đứng sau bảo kê cho công ty Công Minh là có thể là ủy viên Bộ Chính trị thuộc phe Nghệ Tĩnh, có thể là Vương Đình Huệ hay Trần Cẩm Tú hoặc cả hai. Một vấn đề quan trọng không kém đó là sự vắng mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai kỳ họp quan trọng của Đảng mới đây, đó là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Hội nghị Quân ủy Trung ương. Sự vắng mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là lý do sức khỏe của ông hiện nay rất xấu. Mới nhất, một nguồn tin nội bộ cho biết ông Trọng đang được các bác sĩ Trung Quốc do Tập Cận Bình mới tăng cường bổ sung sang Hà Nội để chữa trị chứng suy gan, viêm phổi. Thông tin này ảnh hưởng rất lớn đến chính trường Việt Nam khi Chủ tịch Tô Lâm chưa kiểm soát được hoàn toàn. Điều này cũng là lý do vì sao, theo giới phân tích, chính trị Việt Nam từ nay cho đến Hội nghị Trung ương 10 sẽ quyết liệt chưa từng thấy. Các bên sẽ xuất hết nội công ra, hết sức lực bằng mọi giá để mà đánh bại đối thủ. Cũng một nguồn tin nội bộ mới đây tiết lộ thêm có khả năng cao Phạm Minh Chính sẽ được Trung Quốc chọn ủng hộ cho kế nhiệm ông Trọng, chứ chưa chắc đã phải là Tô Lâm. Vì Trung Quốc đã từng ủng hộ ông Chính vào hồi làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào năm 2011. Và khả năng này cao thấp như thế nào cũng còn phải đợi xem Trung Quốc có mời Tô Lâm sang thăm chính thức với vai trò là Chủ tịch nước vào thời gian tới hay không. Vẫn theo nguồn tin trên, hiện nay, các tướng lĩnh quân đội có xu hướng ủng hộ cho Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương vào ngày 8 tháng 7, người chủ trì điều hành hội nghị là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, chứ không phải là ông Tô Lâm. Bên cạnh đó, hầu hết các gương mặt thân cận với Tổng Trọng như Lương Cường, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Lê Minh Hưng, Lê Hoài Trung đều cho thấy có sự có mặt ủng hộ đối với Chủ tịch Tô Lâm trong giới lãnh đạo cấp cao đã suy giảm rõ rệt. Trái ngược với những tin tốt lành của ông Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Tô Lâm được cho là đang trong tình thế tứ bề thọ địch khi phe Nghệ Tĩnh bắt đầu phục hồi thế lực, trong lúc Bắc Kinh thì đang tìm mọi cách để mà gây áp lực với ông Tô Lâm cả trên bộ, trên biển trước chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông với cương vị chủ tịch nước. Trong khi có những tin tức cho biết Bộ Công an đang chuẩn bị lật lại hồ sơ của Chiputra liên quan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng bị cáo buộc làm lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, giúp họ tránh thuế gây thiệt hại cho ngân sách 3.000 tỷ đồng là thời giá vào năm 2002. Đổi lại, ông Trọng đã nhận những món quà bằng tiền mặt và hiện vật với trị giá hàng triệu đô la. Thông tin cụ thể ra sao phải sau điều tra mới rõ. Đáp trả, phe Nghệ Tĩnh cũng tuyên bố sẽ lật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần công ty AVG. Theo đó, ông Tô Lâm trong vai trò đồng phạm tiếp tay bao che thông qua các văn bản mật làm cho nhà nước thất thoát tới gần 7.000 tỷ đồng. Điều đó cho thấy sự mất đoàn kết của nội bộ Đảng đã tới lúc một mất một còn, như những kẻ thù không đợi trời chung. Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực vẫn không có hồi kết. Trong bài thơ Đá ơi, nhà thơ Nguyễn Duy đã từng viết như sau:
nghĩ cho cùng, mọi cuộc chiến tranh, phe nào thắng thì nhân dân đều bại. Và điều đó đã trở thành chân lý bất biến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Vì sao trước hội nghị Trung ương 10, đấu đá nội bộ sẽ quyết liệt chưa từng thấy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề. Tô Lâm có sử dụng con bài Nguyễn Thanh Nhàn IC để mặc cả tiếp với Thủ tướng hay không? Bà Nguyễn Thanh Nhàn là Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, người đang bỏ trốn lại tiếp tục bị Tòa án Nhân dân TP.HCM lên lịch xét xử vắng mặt trong vụ án thứ ba. Trước đó vào cuối năm 2022, với vai trò chủ mưu trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội phạt đến 30 năm tù. Vào tháng 10 năm 2023, bà Nhàn lại bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với bản án 10 năm tù vì các sai phạm trong việc cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 7 tháng 7 đưa tin tiếp xét xử vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mua chuộc cán bộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin cho biết Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử bà Nhàn, cựu chủ tịch công ty IC đang bị trốn truy nã cùng với cựu phó tổng giám đốc IC Trần Mạnh Hà và trưởng phòng đại diện IC tại thành phố Hồ Chí Minh Trần Đăng Tấn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ vào ngày 10 tháng 7. Được biết đây là vụ án thứ ba bà Nhàn bị xét xử vắng mặt với cáo buộc gây thiệt hại 94,6 tỷ đồng trong vụ thông thầu Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bà Nhàn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ 6 lần với tổng số tiền 14,4 tỷ đồng cho ông Dương Hoa Sô, 64 tuổi, giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh để được trúng 8 gói thầu. Ông Sô bị truy tố về tội danh nhận hối lộ. Ngoài ra, bà Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc và ông Phan Tất Thắng, cựu phó phòng kinh tế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 8 bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu với hậu quả nghiêm trọng. Theo giới quan sát, bà Nhàn là một người có mối quan hệ chặt chẽ với các giới chức lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, đặc biệt là được thông tin cho rằng có mối quan hệ rất thân thiết với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, truyền thông của Cộng hòa Liên bang Đức đã công khai tin bà Nhàn đang ẩn náu tại Đức sau thời gian lẩn trốn ở Anh Quốc. Thông tin còn cho biết phía Bộ Công an Việt Nam có yêu cầu chính quyền tại Berlin phối hợp để dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Tuy vậy, yêu cầu này đã bị từ chối và chính phủ Đức đã cảnh báo Hà Nội không được bắt cóc bà Nhàn trên lãnh thổ Đức một lần nữa, giống như vụ ông Trịnh Xuân Thanh trước đó. Hiện có ý kiến cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm là hai ứng viên hàng đầu với chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2016. Dẫu rằng nguồn tin nội bộ khẳng định ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đều là những đàn em của cựu Thủ tướng Bà Dũng, nghĩa là hai ông này cùng phe, nhưng trong cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực bậc nhất này sẽ không có sự khoan nhượng. Đặc biệt, những ngày gần đây trong các hội nghị quan trọng như Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương hay Hội nghị Quân ủy Trung ương, với sự vắng mặt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì lý do sức khỏe, người ta thấy rằng Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều dấu hiệu làm thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương. Theo giới quan sát, những biểu hiện vừa kể trên thấy rằng khả năng cao Chủ tịch Tô Lâm sẽ giữ cương vị người đứng đầu của Đảng và Nhà nước theo mô hình nhất thể hóa, tức là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, việc này có thành công hay không cũng cần thời gian để mà xem xét. Dù rằng việc đưa bà Nhàn ra xét xử tại vụ án thứ ba là công việc của hệ thống tòa án, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng ông Phạm Minh Chính cần phải cẩn thận, dù rằng ông Tô Lâm và Bộ Công an được cho là đã bó tay trong việc đưa bà Nhàn IEC về Việt Nam, nhưng ông Tô Lâm vẫn có thể sử dụng con bài IEC để mà mặc cả với ông Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Tô Lâm có sử dụng con bài Nhàn IEC để mặc cả với Thủ tướng Phạm Minh Chính hay không.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de